Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Wow. Không còn gì cả các bạn ạ. À, ở trên tháp có người nhá. Bên trong này cũng có người thì phải, nghe tiếng chân cá lấy gần này. Tiếng chân cá lấy gần nha anh em. Đậu xanh, ok, xanh mộ. Mày tính chơi anh à? Tưởng chơi anh mà dễ à? Xong nhá. Mấy cái thanh niên này. Ok các bạn. Uầy. Phía trên có vẻ đông người. Từ từ anh em ạ, từ từ. Từ từ anh em ạ. Let's go. Mặc dù là mình có mỗi súng tự nhiên nhưng mà mình cũng sẽ đi săn người luôn nhá. Mình ngại gì. Nhưng mà mình sẽ lượn lờ qua nhà này coi. Biết đâu có súng trường xế nó sẽ dễ hơn. À đây. Một khẩu súng bắn xa, đó là một khẩu súng VSS anh em ạ. Ok. Ngoài này có một cái tay súng Liber 2. Ồ, AK này anh em. Đúng thứ mình cần. Có AK rồi nha. Let's go anh em ơi. Cùng cãi đi kiếm mạng nào. Đây rồi, đây rồi, đây rồi anh em ơi, đây rồi anh em ơi. Đây rồi anh em ơi, đây rồi anh em ơi. Mày chạy à, mày chạy à. À, mày chạy à. Chạy nữa đi em. Mày chạy được với anh à. Ồ, có Ska cơ, đổi qua Ska luôn. Ngon rồi anh em ạ. Thế là hiện tại thì kẹo đã có được cái combo súng đó là Ska cộng với MP40 nhé. Wow. Bên này có gì không nhỉ anh em? Đây, mình sẽ lượn lờ có phải đi coi. Ồ, phía dưới có gì vậy anh em ơi? Có cái gì vậy ta? Thôi xong rồi xong. Thôi xong bắn ngu rồi anh em ạ, bắn ngu rồi vị trí rồi. À, cái ba lô 2 thì phải anh em ạ. Tôi nhìn xa thì có cái ba lô 2. Đây, có phải đi coi. Cùng kẹo đi săn mạo nào anh em. Ồ, đang ở đông lắm. Nửa số lượng người chơi trong vài đấu này nữa. Ok. Lên xe và cùng đi săn mạo nào các bạn ơi. Trong khi bây giờ anh em chơi skin xe mệt mỏi cả rồi của tôi thì lại chơi skin xe vàng nhé. Chạy đâu để thử ngơi đây anh em. Mình sẽ chạy thử có phía đến coi, biết đâu là có người nhá. Hiện tại đang rất là vắng này và không thấy ai cả anh em ạ. Cứ lợn lờ qua đây thử coi nào. Cùng kẹo đi săn mạ nào anh em. Ồ, có một cái xe Lamborghini hai chỗ này. Đây đây. Kẹo sẽ lấy xe này luôn nha anh em. Đấy, ngoài kia có ngay một đứa này. Let's go các bạn ơi. Xe này đi cho an toàn nhé. À đây rồi, đây rồi. Đây rồi, trong này có một đứa anh em ơi. Mày chạy à? Mày chạy với anh à? Mày chạy với anh à? À mày chạy với anh à? Này. Lên xe nào anh em. Tiếp tục săn mạng này. Mày chạy với anh à? Ồ để coi. Mày chạy với anh à? Ồ để coi mày chạy với anh à? Ui. What the hell ghê vậy. Qua đây bạn ơi, qua đây bạn ơi. Có dở qua đây. Đang còn máu dở cái đã. Ui, làm gì mà căng, ui, làm gì mà căng đây, ui. Làm gì mà căng, ui. Ok, đã xong này. Bắn ghê vậy. Bạn làm mình sợ rồi đấy nha. Sợ quá nhỉ cả anh em. Tí nữa thì kéo đã bị đai rồi anh em ạ. Ok. Ra ngoài lút đồ cái đã, các bạn là mình căng thẳng quá đấy. Thêm máu các kiểu này, bom keo này. Ngon, tường băng này, 4x này anh em. Đủ mọi thể loại luôn. Quá đã nhỉ.
Có format này. Kẹo lấy format rồi này anh em. Ok ok. Bọn này nó hết đạn tử liên rồi anh em ạ. Hay là thôi, vào cho nhà coi xem là còn đạn tử liên không nhỉ. Ui, à thằng này thì đạn tiểu liên rất là nhiều luôn này. Ok nhé anh em, lượm thêm đạn tiểu liên này. Ổn chưa anh em? Tuyệt vời. Ơ nhưng mà hiện tại thì kẹo có 2 túi máu thôi. Lút thêm túi máu nữa này. Bây giờ 6 túi nhá. Let's go anh em ơi. Hai mươi hai người chơi nữa cả, đông ghê vậy anh em. Hello các bạn và chúc các bạn xem live vui vẻ nha. Cùng kẹo đi kiếm mạng nào anh em. Wow, let's go qua phía này coi. Hello mọi người và chúc mọi người xem live vui vẻ nhé. Đây, ở ngay đây thôi. À, tiếng súng khá là gần. Đâu vậy em? Trên tròi anh em ạ, trên tròi. Á liệu không em ơi? Đáp liệu hơi ngu rồi. Ơ vẫn là đáp liệu hơi ngu anh em ạ. Mình có 6 băng keo này. Mình có 6 băng keo này. Mình có 6 băng keo này. Wow, câu liệu chơi mình cả. Đây lên ngay. Bạn ơi, bạn ơi, bạn làm gì vậy? Bạn làm gì vậy bạn ơi? Từ từ lên, mình dựng tường băng cho bạn luôn này. Nhốt bạn ở trên luôn nhá. Ui, nhốt bạn ở trên luôn nhé. Ui, anh em ơi. Đậu xanh. Nhốt nó ở trên luôn này. Từ từ anh em ạ. Nhảy hơi lỗi. Ơ cái đậu xanh. Mình chơi hơi ngu đấy anh em ạ. Dựng quả tường băng như này làm sao mà lên được. Ngồi tạm dưới chờ mơ keo nó. À đâu, chờ rết rôn nó nổ sau này. Lên nào anh em ơi. Pha dựng tường băng ngu nhất thế kỷ anh em ạ. Cái này tôi lên sao nổi. What the hell, phá băng keo nào anh em. Ui, đậu xanh ghê vậy. Ui, đậu xanh ghê vậy. Ui, đậu xanh ghê vậy. Ui, anh em ơi. Ui, đậu xanh ghê vậy. Xanh mộ nhà em. Tuyệt vời anh em ạ. À, có cả M249 cả. Ghê à nha. Đây, kẹo lấy M249 sấy nhá. Ok. Ơ đổi lộn dịch nha mày. Trận này kẹo chơi bằng 1249 nha anh em. Lâu lắm rồi thì kẹo chưa có chơi 1249 nhá. Đây là bây giờ chơi luôn. Xem là đây có gì nào anh em. Còn lại 14 người chơi nữa thôi à. Uầy. Có giảm thanh nhưng mà kẹo không cần đâu. Bởi vì là kẹo chơi 1249 mà. Bơm để máu nữa anh em. Ăn vạ phòng lá chim của sĩ cho đến khi nào được escalate thì thôi. Ui gắt thế em. Gắt quá xem ạ. Đây đây. Ồ một thính ở ngay chỗ này anh em ơi. Có ai ở đây không vợ ơi? Ở đây có ai không? À thằng nào ngay phía trên. Gọi rôn thính hả em? Đây đấy ngay. Đây đấy ngay em ơi. Wow, lên dốc hơi chậm anh em ạ. Ui, ở trên bàn nhau ghê vậy. Bàn nhau ghê vậy hả các bạn ơi? Hình như là thằng kia bị clear rồi à? Chưa bị clear thì phải. À đây. Ui, căn nhà này á. Ui, mình vừa đi vào cái bản đồ kho báu anh em ạ. Ồ oh. Ăn trộm xe của chúng nó anh em ạ. Hello các bạn. Từ từ anh em ạ. Cái hòm thính này không có gì. Đang tính ăn trộm lên thính của chúng nó nhưng mà thôi lên xe chạy. Đấy. Ê bạn ơi, 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 làm gì vậy? Bạn ơi đừng phá xe mình, bạn ơi đừng sập, đừng phá xe mình. Đừng phá xe mình bạn ơi, đừng phá xe mình bạn ơi. Đừng phá xe mình bạn ơi. Cơ mà 249 sấy tuyết mỏ bây giờ. À, phá xe của kẹo. Thằng này hay. Thằng này hay lắm. Mình có đúng một cái liệu duy nhất này. Câu highlight này, câu xa này anh em. Ôi đập tường, đập tường, đập tường. Hơi lỗ anh em ạ. À thằng này mày chạy à? Mày chạy à em?
Lại đây em mới tính chạy à? Ồ. Lấy xe nào chạy vậy? Lấy xe nào chạy vậy? Cái đậu xanh. Gắt, hẳn là vẫn chạy được cả. Hay lắm em ạ. Wow. Còn lại có 10 đến nữa thì kẹo sẽ lấy được top 1 ở trong cái ván đấu này nha anh em. Từ từ cố lên nào anh em. Trái hai nào anh em. Ồ, tiếng xe ở đây khá là gần này. Ngay đây à? Wow. Chạy nhanh em. Xuống xe ơi. Đúng rồi. Xuống xe ơi, xuống xe ơi, xuống xe ơi. Cầm máy 19 sấy cho không trượt phát lào bây giờ. Đậu xanh. Ui, lên trên cái đá. Lên trên cái đá anh em ạ. Ui, boss luôn trên mà. What the hell, ghê vậy. Ghê vậy ai chơi hả anh em? Ghê vậy ai chơi hả? Ui ui. Giống kiểu bắn xuyên tường vậy. What the hell. Thằng này hack bắn xuyên tường anh em ạ. Ui, ở xa vẫy trưởng vẫn dễ hơn tôi nè. Ok ok anh em ạ. Lâu lắm rồi mới gặp hack nhá. Thế cho chú một vé report này em ơi. Mong rằng là chú sớm bị ban nick nha. Trời ơi, đang kiểu chơi hay gặp hack xuyên tường này anh em ạ. Ok. Ăn vé report nha em ơi. Gian lận này, anh chạy thẳng vào trong nhà rồi. Vẫn xấy được anh em ạ. Xấy kiểu qua hai lớp tường thì đậu xanh. Ăn report nha em. Bye bye. Và kẹo chơi trận mới nha em ạ. Chơi lại kiểu bắn xuyên tường thế mình chịu rồi. Rõ ràng là chạy hẳn vào qua rồi anh em ạ. Đấy, đứng tạm vào cái chỗ mà không có gì cả rồi vẫn bị xấy xuyên tường. Trong khi đấy thì ping ổn định. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.